Anh thợ may đã tỉnh, có muốn... Anh ơi, không ổn rồi. Tao vừa thấy nó đi nhà nghỉ với cả thằng khác ấy. Cái cảm giác bụng trộm cũng thích thế nhở. Thôi mày về để mày cưới ra vợ tao, chứ không phải để mày cởi váy vợ tao ra. Khốn nạn à. Uầy, trông em gầy gầy thế này mà vào một tận 97. Bạn thắng anh ấy, đúng là số hưởng nhỉ. Cảm ơn anh đã khen em nhá. Đấy là em còn chưa ưỡn hết lên đấy. Bây giờ anh đo vòng 3 nhé. Dạ. Đo váy ăn hỏi ấy, là quan trọng nhất độ xòe của váy, cho nên là phải đo vòng 3 thật kỹ. Ui, tại 102. Vòng 3 khủng cái này thì chắc thích lắm nhỉ. Thế anh thợ may đã tỉnh, có muốn với em không? Bạn à? Sorry bạn nhá, đường tắc quá nên tôi về hơi trễ. Đo đạc đến đâu rồi? Đo gần xong rồi. Đo váy phụ nữ thì đơn giản không mà, chỉ cần chiều dài của lưng với cả cánh tay thôi. Đo vét cho bạn mới là khó ấy chứ. Tôi là tôi tin tưởng vào tay nghề của bạn mà, nên là bạn cứ muốn đo cái gì thì cứ thoải mái đi. Bạn quay cái lưng ra đây, tôi xem nào. Ok. Cường là bạn thân hồi cấp 3 của anh đấy. Nó là thợ may lễ phục có tiếng ở đây đấy. Mà chính ra là từ hồi cấp 3 đến bây giờ nhá, bạn sắp cưới tôi mới gặp lại bạn đấy. Thì đương nhiên, từ cái lúc mà tôi bắt đầu nghĩ đến việc may lễ phục thôi là tôi đã nhớ đến bạn rồi. Bạn anh làm việc chuyên nghiệp lắm, lại rất có tâm nữa. Tối nay nhất định phải ở lại đây ăn cơm với vợ chồng tôi đấy nhá. Tất nhiên rồi, lâu không gặp chắc chắn là phải nhậu rồi. Hết mình nhá. Hết mình. Đây, bạn ăn nhiều vào cho nó béo lên chứ gầy quá rồi đấy. Ô, thế bạn không nghe câu gầy là bậc thầy ấy à? Bạn cứ nghịch ngợm như ngày xưa ấy nhỉ. Mà thôi, uống đi. Ly này là tôi chúc hai vợ chồng đám cưới sắp tới là phải diễn ra suôn sẻ đấy nhá. Cần hỗ trợ gì cứ ới tôi. Ok á, uống hết đi chứ lại chú rể là phải vào 307 chứ. Tôi bị dạ dày, với lại tiểu lượng tôi kém lắm. Ui giời, bạn là chú rể nhá, sắp tới phải tiếp đống khách cơ. Uống hết đi. Đây. Uống đi. Đây, để rót cho nào. Ngại gì, buộc nào. Như thế. Uống đi. Chắc là tôi ạ. Tôi ạ. Chống như vậy thì sao? Để nó nằm ngoài này, mình vào phòng ngủ, muốn làm gì thì làm. Nó có biết làm trò. Khi nào tỉnh ấy, nó sẽ tự gọi cửa. Lúc đấy, anh sẽ giả vờ say, rồi vào nhà vệ sinh, đúng không? Em cũng sẽ bảo là anh ấy say quá, nên tự ý ra cầu thang nằm, rồi vô tình là sập cửa. Đúng rồi đấy, em yêu thông minh. Có chuyện rất quan trọng muốn nói với mày đây.
Trà đang không ở nhà đúng không? Sao mày hỏi thế? Có chuyện gì mà Trà không nghe được à? Tao hỏi thế vì tao biết chắc chắn nó không có ở nhà. Tao vừa thấy nó đi nhà nghỉ với cả thằng khác ấy. Không thể có chuyện đấy xảy ra được. Chắc là mày nhìn nhầm người rồi. Nhầm thế nào đâu mà nhầm. Mắt tao nhìn rõ rành rành mặt vợ mày. Tao còn đang định lấy điện thoại ra để chụp ảnh, nhưng mà quay ra chả thấy đâu cả. Mày nhìn nhầm người rồi. Tao biết là mày không thích Trà, nhưng mà mày là bạn thân từ nhỏ của tao. Đáng lẽ ra mày nên chúc phúc cho vợ chồng tao, chứ không phải là nghĩ Trà ngoại tình như thế. Nhưng mà chính mắt tao nhìn thấy nó đi nhà nghỉ với cả thằng khác, tao làm sao mà chúc phúc cho mày được. Mày không tin tao à? Tao có nói dối mày bao giờ đâu. Cô không nói dối, nhưng lại bịa đặt rằng tôi đang ở khách sạn với cả Giai, trong khi tôi đang lù lù ở trong nhà. Sao cô lại ở đây được chứ? Mày thấy mày nghi hoan cho vợ tao chưa? Cha đang ở nhà với tao cơ mà. Đứng ở trong kia, tôi đang nghe hết tất cả những lời bịa đặt của cô dành cho tôi rồi. Tôi biết ngay mà. Ngày xưa ấy, cô có thích anh Thắng, nhưng mà bây giờ thấy anh Thắng chuẩn bị cưới tôi nên cô ghen ghét đặc điều để chia rẽ hạnh phúc của chúng tôi đúng không? Không thể như thế đâu. Chắc chắn là cô đã giở trò gì để ấp liếm rồi. Đến nước này rồi mày vẫn cố chấp như thế hả Linh? Tao thấy mày quá đáng rồi đấy. Từ nay mày đừng có gặp tao nữa. Đám cưới của tao tao cũng không cần mày tới dự nữa đâu. Mày đi về đi. Mày hình như con bạn thân của chồng em nó biết mình ở đây. Đi thôi, để hôm khác nhá. Đi. Tôi xin lỗi ạ. Anh xin lỗi nhá. Không dễ hạ gục tôi thế đâu. Tôi sẽ mai phục ở đây đến bao giờ tìm ra sơ hở của cô thì thôi. Hắn ta là tên đi vào khách sạn cùng cô ta mà. Ui, thằng điên à? Đang ở trước cửa nhà em ấy, cẩn thận một chút đi. Nhưng mà anh nhớ em lắm rồi, cả tuần chả được gặp, nhà tin mọi điện cũng không nữa. Anh điên à? Cố gắng, chịu khó đợi qua ngày cưới nhá. Đợi lúc cưới rồi ấy, đăng ký kết hôn, lúc ý tha hồ làm gì thì làm. Lúc đó nhá, em được chia đôi tài sản với anh ta thì đếch sợ gì nữa. Thôi được rồi. Chúc mừng người ăn hỏi của bạn mình nhá. Bạn thấy vest tôi may ok không? Đẹp bạn ạ, vừa in luôn. Mà bạn thấy hôm nay tôi thế nào? Đẹp trai rồi. Sang nhà gái tôi nhỉ? Đi thôi nhỉ? Đi. Này, anh vào đây làm gì đấy? Nhỡ mai chồng em biết thì sao? Đi ra đi, em thay đồ. Tất cả mọi người đang bận chào hỏi nhau dưới kia rồi. Em yên tâm, mình tấu nhanh cái đi. Chứ anh nhớ lắm rồi, không chịu nữa đâu. Cái cảm giác vụng trộm cũng thích thế nhở. Thế anh biết phải làm gì rồi đấy. Hả? Tao nói là tao không muốn gặp mày nữa cơ mà. Có chuyện gì? Hôm nay là ăn hỏi của tao, tao đang tiếp khách ở trên đấy. Gọi điện cháy cả máy rồi. Mày biết người đàn ông này không? Thì đây là bạn thân của tao, cũng là người may đo lễ phục cho vợ chồng tao. Nó cũng vừa tới đây thôi, có chuyện gì à? Nó đang ở đâu? Mày dẫn tao lên đó đi. Anh phải làm cái gì vậy? Chồng, sao anh lại? Mày, Thắng, tôi! Bắt tận tay đôi gian phu dâm phụ rồi nhá. Đừng có hỏng lừa bạn tôi nữa. Tao tin tưởng mày. Thuê mày về để bay váy cưới cho vợ tao, chứ không phải để mày cởi váy vợ tao ra. Thằng khốn nạn à. À mà không, từ bây giờ cô không còn là vợ của tôi nữa. Anh phải nghe em giải thích đã. Anh tha thứ cho em lần này đi mà.
cô còn dám nói ra câu tha thứ với tôi á? Tôi và cô sẽ không còn cái đám cưới nào hết. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.